bài gì ha, chị có ai nhớ? Bữa nay có câu thắc mắc chưa? Không quá, đau đầu kia coi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, theo như Hòa Thượng vừa giảng, đây là cái câu hỏi tuần trước mà Sư Ông chưa có nói, giờ cũng gặp lại. Theo như Hòa Thượng vừa giảng, thì ta chỉ nên niệm Đức Bổn Sư hay sao? Và hôm nay con niệm Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về cực lạc quốc. Và hiện nay cũng có một số các vị tu theo cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật A Di Đà và cầu nguyện cho tất cả những người sắp sửa ra đi, có nghĩa là trước khi chết cầu nguyện niệm Phật từ 8 tiếng đến 12 tiếng, rồi những người đó thân thể mềm mại thì họ cho đó là thể hiện tướng bản sanh. Kính bạch Hòa Thượng, sự việc đó như thế nào chỉ dạy cho chúng con được rõ. Còn có gì nữa? Còn câu nữa đó, đó câu này xong rồi còn thì giờ đó nữa vào. Câu hỏi này thì rằng hay thì thật là hay, mà nếu mà nói ra cho rõ ràng cho kỹ lưỡng thì nghe ra có thể là ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho nên cái này là câu hỏi này lớn lắm mà rộng sâu lắm. Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi cũng cố gắng tôi nói bằng cái kiểu cái cách nào theo tôi có khả năng ha, để rồi đại chúng văn di tư, tôi di tu, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà tư duy và thiền định. Sau đó nếu nghe nó hữu lý thì cái nào mình lấy hữu lý thì mình lấy, mình nhận mình tu tập, và cái nào mình thấy nó vô lý là mình bỏ. Cái câu hỏi đó nói ra lớn lao luôn. Về cái pháp môn tịnh độ mà mình tu tập theo cái cách mà từ lâu nay đó, cái cách phổ thông mình tu từ lâu nay đó, niệm Phật các sư, các hòa thượng, các bậc tôn túc thường dạy bảo Phật tử xuất gia, tại gia, kể cả xuất gia cũng như tại gia, hãy ráng mình niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm làm căn bản, và cái ngày mình chết là có Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc tới và đón rước cái vong hồn, cái hương linh đó về vãng sanh về Cực Lạc. Thì cái lối dạy như vậy, cái phương pháp tu đó gọi là pháp môn niệm Phật tu tịnh độ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là thời gian ngắn, nghĩa là từ nó thành hành nhất là từ thời Nhà Đường lên rồi, thời Nhà Đường Trung Quốc tới thời Nhà Tống là phát triển mạnh, rất mạnh. Thì cái thuyết đó là mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ ở Việt Nam ta đây á là coi như cả nước Việt Nam là cũng cả bao nhiêu trăm năm rồi đều là quy hướng về dạy tu, là lấy cái tịnh độ tông niệm Phật làm cái phương pháp tu chủ yếu trong tất cả mọi chuyện. Bằng cớ là mỗi tối là gọi là cái thời tịnh độ đó là tụng kinh A Di Đà, niệm Phật
cái nền cũng đều là Niệm A Di Đà. Điều đó chứng tỏ rằng là cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu giảng sanh là thật thành nhất trong thời đại, theo tôi biết là có mấy trăm năm nay. Chỉ những cái mình hiểu biết mà tu tập mấy trăm năm nay đã dạy rồi. Bây giờ gần đây lại có còn cái phái tịnh độ mà như trong cái lời giảng mới, cái câu hỏi mới đặt ra, lại còn chế biến ra cái kiểu mình niệm Phật rồi á, tới chừng chết rồi lại còn đừng có trong trong vòng cỡ 8 tiếng trở lên, 8 tiếng trở lùi là không được đụng tới cái thi thể, phải 8 tiếng trở lên cho tới 10 tiếng, 12 tiếng, 18 tiếng gì đó, niệm cho tới cái thân nó mềm mại ra, thì lúc đó gọi là cái biểu hiện cái tốt giác sinh hình độ bằng dựa trên cái thân thể mềm mại. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Đà nghe cái đó chịu không nổi, chịu không nổi, chịu không nổi là gì á? Không có câu Phật nào mà giải cái cách vậy hết. Cái cách mà nghĩa là trong vòng 8 tiếng không được đụng tới cái thân, mà đụng tới cái thân của cái xác chết đó thì cái hồn nó nổi sanh lên, nó sanh lên rồi nó làm cho cái hồn đó là không bị cái xác thân mà chưa mềm nhũn thì Phật Di Đà rước không được, cho nên không được đụng, niệm cho tới khi mềm mới được gọi là giác sanh. Giống như cái câu hỏi như ta pháp môn tịnh độ tôi như vậy là không phải Phật Di Đà mà dạy Phật Di Đà cái thức Phật Di Đà đó là không xảy được. Mà cái pháp môn niệm Phật Di Đà đó tôi học đó, là phải học Phật Di Đà, học cái thức Phật này nè, cái Phật cái kiểu vậy nè, Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy sứ hiệu. Đức Phật có cái hiệu là A Di Đà, A Di Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà hiểu A Di Đà là hai cái nghĩa đó. Vô lượng quang là chỉ cho cái không gian. Vậy mà không gian thì không gian vô cùng. Vô lượng thọ là nói về mặt thời gian. Thời gian thì vô cực. Cho nên là tôi mới ngồi trên xe thì tôi nhớ, tình cờ tôi nhớ mà tôi không ngờ rằng là một vị đại diện mà đem ra câu hỏi hỏi câu đó. Tôi nhớ cái chùa mà thầy của tôi hồi đó có cái chùa Phật Quang, mà để cái câu đối trước chùa, Phật đạo rồng quyền xuất ngũ thừa, Phật quy nhất tánh, quang quang vô tận thủ cùng tam tế hoành biến thập phương. Thành ra Đức Phật A Di Đà là phải hiểu là hào quang vô lượng, không là không gian vô lượng và thời gian vô cùng. Cho nên Phật hiểu A Di Đà pháp giới tàn thân tùy sứ địa, đó là cái địa, cái nghĩa của chư Phật ha. Quang quang vô tận thủ cùng tam tế hoành biến thập phương, chỉ quang hà quang là vô tận, nói về chiều dọc thì thủ cùng tam tế, về mặt thời gian thì nó trùm suốt khắp cả quá khứ hiện tại, như là lúc nào không có lúc nào là không có cái thời gian. Quang quang vô tận là vô lượng quang, là về mặt không gian đó là cái hào quang vô tận. Thế thì mình niệm A Di Đà tức là mình niệm cái không gian thanh tịnh, cái thời gian thanh tịnh, tức là niệm cái tất thanh tịnh của vũ trụ. Và cái tất thanh tịnh của vũ trụ đó tức là Phật tâm, là Phật tánh của chính mình. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà đó là mình niệm
mình để cái phần tích của mình, phần tâm của mình, mà phần tâm phần tánh đó cũng như là Phật Di Đà là vô lượng thọ vô lượng quang, đó là trùm khắp cả không gian, khắp cả thời gian, đó là cái chữ vô A Di Đà là không gian vô tận cho thời gian vô cùng, tất cả là đó là A Di Đà đó. Do vậy mà Phật Di Đà là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ niệm. Mình ngồi vậy là mình ngồi trong hào quang Phật Di Đà, mình ngồi trong không gian, ngồi trong ánh sáng của Phật Di Đà. Và nếu mà ngày mình chết đi nữa, mình cũng chết ở trong cái lòng của vũ trụ, của không gian, thời gian, thân tình ấy. Do vậy mà mình niệm Phật Di Đà bằng cả cái việc mình niệm tự tánh Di Đà đó, cái tánh của mình là cái tánh thân tình, cái tánh trùm khắp không gian vô tận, tánh là suốt thời gian vô cùng, tánh thân tình đó là không có lúc nào là cái tánh mà không gian vô tận thời gian vô cùng, không có lúc nào là đó nó có bị nhiễm ô bao giờ. Thế tự tánh Di Đà của mình là cái tánh không gian thanh tịnh đó, tánh thời gian thanh tịnh đó là của phần tánh của mình đó. Cho nên là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thanh tùy xứ niệm quốc danh cực lạc, cái nước gọi là nước cực lạc đó của Phật Di Đà đấy, là cái nước tịnh quang trên cảnh là cũng ở trên mặt đất này, cũng trên mặt đất của vũ trụ mà chúng ta ở đây, nó thường vắng lạnh, nó thường thanh tịnh, là cái tánh thanh tịnh về vắng lạnh của sự vật hiện tượng, ta gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là thanh tịnh, thanh tịnh bản nhiên của con người, của động vật hữu tình. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật và khoáng vật luôn, thì tánh luôn luôn là cái tánh của nó là thật tịnh, là không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô. Do vậy cho nên là mình niệm mà cái tự tánh Di Đà của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì cái cõi nước của mình đang ở đây nè, cái mặt đất mình đang ở nè, hành tinh mình đang ở nè, là thường tình quan tình độ đó. Nếu tâm mình không có khởi cái niệm tham, niệm sân, niệm si, thì cái cõi, cái đất nước mà mình đang ở đây, 9 tỷ người đang sống đây là đất nước tình độ, là cực lạc. Do vậy cho nên là học cái câu đó, tu tịnh độ mà cái kiểu là tùy kỳ tâm tịnh tắc phật độ tịnh dục tịnh phật độ tiêu tịnh kỳ tâm, do cái tâm của mình thanh tịnh rồi nó mới có ra cái cõi nước thanh tịnh. Chứ nếu tâm mình không thanh tịnh, tâm mình nhiễm ô, tâm mình đầy dày đặc tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm mình đầy ấp thân kiến biên kiến tà kiến kiên thủ kiến giới cấm thủ kiến, thân mình đầy ấp phẫn hận phu đạo tật sang cuốn xỉm hạ kim vân vân, thì không bao giờ có cái cõi nào tịnh độ nào mà chứa mình hết thảy, cũng chẳng có Phật nào mà lại rước mình đi được hết thảy. Do vậy mà phải học cái pháp môn tịnh độ là niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh Di Đà, duy tâm tịnh độ, duy tâm tịnh độ, tịnh độ ở đây. Cho mày hiểu tịnh độ là ở phía bên này lạnh phương Tây đi ra bao nhiêu trăm ngàn tỷ cái số đó, mày đem cái hồn về đó đó, cái đó là không có được. Chờ ngày chết rồi con Phật Di Đà thì kéo quan âm thế chí trần quan báo cái rồi đó là rước về cõi đó không có được. Cho nên là tôi học hồi nhỏ tôi đọc mấy câu, nghĩa là tầm 7 hết sức. Vậy mà tôi phải học bao nhiêu năm, rồi tôi phải tu tập, tôi đi dạy học mấy chục năm tôi nghiên cứu mới được. Nói thì các vị em không tin, chứ còn cái lớp mà tuổi, cái lớp mà trung cấp, sơ cấp này chúng ta còn học, nghĩa là học không biết bao nhiêu những cái bậy bạ mà cần phải bỏ. Chứ không phải vừa đâu, học thì học vậy đó, mà còn phải lựa, bỏ nhiều lắm đấy.
cái thích niệm Phật Di Đà mình gì không có được. Phật Di Đà mà chờ đệ tử Phật Thích Ca chết rồi rước hồn đi rồi bỏ cái xác thúi lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu trận. Chơi vậy thì sao chết được? Tôi là Phật Thích Ca, anh là Phật Di Đà, mà tôi dạy á, cái đạo Phật Thích Ca là cái đạo của tôi dạy ra, mà học trò tôi chết thì anh lại anh bắt cái hồn anh đi đem về nước anh, còn anh bỏ xác thối lại cho thầy trò tôi ở cái cõi này là sao? Anh là Phật, anh chơi vậy thì làm sao tôi chơi với anh được? Cho nên nếu mà nói rõ ra là tôi nói rằng hay thì Phật càng hay, mà nghe ra nhậm đắng nuốt cay thế nào. Nói như vậy có nghĩa là mình dạy tôi bậy đó, mình dạy tôi sai, mình cắt nghĩa sai về cái điểm đó. Nhưng mà tôi nói ra bây giờ đây là có thể là độ đây, nếu mà có Phật tử nghe đây là họ nghĩ chơi luôn, họ không nghe tôi được. Còn các vị tăng ni mà nghe tôi nói mà không có thiền định, các vị cũng xa lìa tôi, không chơi tôi được. Là tại vì các vị tin cái kiểu của các vị, tin kiểu các vị đó đối với bài kinh điển mà gọi là khế lý của Đạo Phật, không cắt nghĩa được. Khế lý nghĩa là nói ra phải có chân lý luận, phải có tâm thuyết phục. Chứ là niệm Phật Di Đà rồi tu tinh độ là chờ tám tiếng đồng hồ sau, trong thời gian đó không được đụng là nó nổi xanh, xanh ở đâu nữa mà xanh, chết là lạnh giác rồi. Nếu mà tất cả bác sĩ ta hỏi, ta biết thời gian đó là thời gian chết rồi. Còn bình thường xưa nay cũng vậy, người ta coi tim hết đập nè, tim hết đóng nè, lỗ hết thở nè là chết rồi. Là trong vòng dài và tiếp rồi sao ta có thể tận liệm vô trong hàng, trong lương, trong trăm rồi. Ở đây mới để sau 8 tiếng. 8 tiếng là Phật niệm thêm càng lâu càng hay để cho mềm dũng. Rồi Phật Di Đà, đó là biểu hiện của Phật Di Đà tới trước giác sanh rồi. Nói như vậy mà nghe được là nghe là sao? Rồi rước đi thì rước cái hồn còn bỏ xác lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu trận ở trên cái mặt đất này. Vậy mà nói vậy mà nghe được là sao? Phật chứ Phật ra mà chơi vậy thì còn gì là tình là nghĩa? Tôi nói là các vị phải văn như tư như tôi. Nghe là phải thiền định tức là tư duy, là suy nghĩ, là suy nghĩ có lý thì mình theo, còn không có lý các vị cứ bỏ mình đừng có sợ tội. Cho nên tôi nhắc lại chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm A Di Đà Phật tức là niệm cái tánh thanh tịnh của không gian và niệm cái tánh thanh tịnh của thời gian. Mà hết tâm của chúng sanh tịnh thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tâm chúng sanh mà đầy nhảy phiền não vô minh trượt ác thân kiến miên kiến tài kiến kiến tổ chức đối thủ mà còn nguyên kiến hoặc tư hoặc còn nguyên thì không có điểm sẽ ông nào mà rước đi đâu được. Cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ. Học Phật ta cần tìm một lối đi. Cái lối đi đó là lối đi gì? Tìm cái an lạc. Tu không an lạc là hướng sai rồi. Cho nên chúng ta tu phải làm sao cho có an lạc, mới là cái gốc của cái trọng tâm của cái chủ đích đến của những người tu hành của chúng ta đó. Tự tại gia cũng như xuất gia. Giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không có an lạc là cái hướng sai rồi. Đó là chỉ nam định vị cái la bàn đã hỏng rồi. Thì mà la bàn đã hỏng rồi thì là dầu cho là thuyền trưởng hay phi công giỏi mấy đi nữa, tàu tốt mấy, máy bay tốt mấy, mà không có la bàn cái định nước xa lan thì không có lối ra, không có đi đâu được hết. Cho nên các vị nên để ý, giải thoát ta cần một lối đi. Tu mà không an lạc là cái hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng đất chuyển, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Cho nên để ý coi chừng mình tu sai đấy. Mình tu mà mình cầu, mình niệm Phật Di Đà, mình kêu tên không thì đâu có được.
Thì cái tên vậy là ai kêu tên là thơm là lại là rước à. Còn ai không kêu tên mình là mình không rước à. Phật Thích Ca không có kiểu đó đâu. Phật Thích Ca không bao giờ là do niệm Phật Thích Ca mà niệm Phật Thích Ca thương. Không bao giờ là do mỗi ngày niệm Phật Thích Ca lại Phật Thích Ca mà hay là cúng Phật Thích Ca ha. Rồi Phật thương, rồi Phật độ về Niết Bàn, không có. Chữ Phật là giác giả. Người nào có tu tập, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát thiên kiếp, người đó có giác ngộ là người đó có giải thoát, có Niết Bàn. Người nào không có giác ngộ là không có Niết Bàn. Không có Bồ Đề là không có Niết Bàn. Không có giải thoát là không có trí tuệ là không có an lạc giải thoát được. Chứ Phật Thích Ca không có phải gì là đem đồ con là vật phẩm vật quý cúng để được cầu nguyện con muốn được này, con muốn được kia, con muốn được đó. Có Phật Thích Ca đó, ví dụ con muốn làm được con à. Con phải tự làm à, chứ con muốn không muốn được. Còn Pháp Môn Tịnh Độ là chỉ niệm 10 chữ Phật vậy. Một lòng mọi mệnh không này cầu về cực lạc, nội đại liên qua cha lành giúp thiệt di đà, soi hào quân tình cho là mắt con. Rồi gì đó nghe là niệm 10 câu, từ 1 tới 10 câu thì ha. Cái đó học gì em được không? Tu Phật gì em được? Ta không trước ở chúng ta phải không lập Phật chắc là không sai, bởi vì linh tưởng Như Lai có duyên tưởng Phật xuất gia không trần, lời thể biển động minh mông nhờ nên Đức Phật thắt dần tràn lao, tội mòn như lá mài dao, phước lành thêm lớn cả ca càng dài, cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ biết khắc biết rè tánh linh, cầu cho tội khổ khỏi mình, lòng không triêu mến chuyện tình thế gian, cầu cho thành thức thiệt nhẹ nhàng, cả đất toàn là minh vẽ hết ráo. Cứ nói tên bánh, cứ nói tên cò chiên, đồ xào bò bảy món, thịt chó 35 món. Nói đủ thứ nấu, đủ thứ chiên, đủ thứ xào mà không hề có ăn gì hết. Thì làm sao mà có được. Cho nên tôi nói cái này là, phải nhớ cho rõ nghe, tôi không bắt Phật Di Đà, tôi chấp chọi chi đâu à. Nhưng mà phải là Phật Hiệu Di Đà, Pháp Giới Tạng, Thánh Tùy, Sứ Hiện, Phật Di Đà, trần khắp Pháp Giới. Đó là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật. Quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung quyền. Cái mặt đất này mà nếu mà ai, mặt đất của hành tinh ta đang ở, mà cái tâm ai thanh tịnh thì cái cõi này là cõi cực lạc, là cõi tịnh độ. Mà tôi nói như vậy là các vị nội đây, tại gia, người xuất gia, các vị thử thực hành đi. Các vị buông bỏ kiến hoặc tư hoặc đi. Các vị mà diễm liên được trần sa hoặc vô minh hoặc đi, rồi các vị ở tại đây mà các vị có cực lạc và các vị có niết bàn luôn của Đức Phật Thích Ca, có cực lạc của Đức Phật A Di Đà luôn. Thử các vị làm đi, các vị tu tập chư ly thôi. Tu tập chư ly tức là các vị tu sơ thiền đấy, sơ thiền là ly, là nó sanh tại là. Rồi tu tứ thiền á, các vị tu một chữ xả là nó thành đó, là sanh tịnh địa. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền các vị tu chỉ ly thôi, ly cái gì? Ly tài, ly sắc, ly danh, ly phật, ly thùy, ha. Ly đó là gọi là ly vũ dục, rồi ly lục dục nè là tài, sắc, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các vị ly sáu cái món đó đi. Sắc dục, thanh dục, hương dục, ly sắc thông dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, rồi là lục dục. Rồi các vị tập ly hỷ nộ ai cụ ái ô dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Nói tóm lại là các vị ly về lục, về ngũ dục lạc, về lục dục, về thất tình, là các vị tự có Bồ Đề và tự có Niết Bàn và tự có cực lạc ở ngay trong mặt đất này, mà không có cần phải có Di Đà niệm Nam Mô Tiền Tràng Phán Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Di Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện.
tôi lại cái câu đó, tôi ngần thì tôi khoái lắm, ngần thì cái lương vậy. Tôi cho rằng mình ngon phải không? Bây giờ tôi nghe lại nó mắc cỡ không? Ừ, rõ ràng hết rồi. Không có chân đà nào mà tìm trà thanh hậu bỏ cái qua Âm Như Lai là tiếp dẫn Tây Phương Nguyện, không có gì được. Tôi nhỏ tôi tụng nhắc da chắc dẻo là còn ngon, không đội đây không ai tụng hơn tôi. Giáo cái chắc vậy, tôi ngon tụng cỡ tôi là còn. Nhưng mà bây giờ tôi đọc cái đó tôi bất cỡ, tôi không nổi. Bởi vì bậy quá thì không có lý luận được, từ trí không bao giờ nghe cái thứ vậy được. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ ký nguyện. Trời ơi, Phật Thích Ca thọ ký cho mình nên mình không chịu sao? Phật Thích Ca thọ ký là cái người nào mà chưa ác bản tác chúng việc ngũ hành tự tịnh địa thì chưa Phật giáo, cái người này sẽ có an lạc, có niết bàn ở trên mặt đất này. Và tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, tất cả mọi người có Phật tánh vốn có rồi. Thọ ký như vậy mà mình còn không chịu, mình phải chờ là Di Đà thọ ký mình mới chịu là sao? Vậy là mình coi cái Phật Thích Ca của mình là Phật Lô Can hả? Phật Địa Phương, Phật trên mặt đất này mình không chịu hả? Mình chịu cái thứ Phật mà không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai biết, không bao giờ có địa chỉ, không bao giờ có chứng minh nhân dân. Tức là Phật quan đường ảo, quyển tưởng ở trong đầu, vậy đó mình mới chịu hay sao? Như vậy không gọi là cái thành Phật quan đường, là quyển tưởng mê tín dị đoan là gì? Chứ Phật Thích Ca thọ ký mình rồi. Thọ ký tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Tất cả thọ ký rằng mọi người đều chúng sinh đều có Phật tánh. Do vậy, do tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng sinh ai cũng có thể thành Phật. Đó là thọ ký cái gì đó. Vậy mà không chịu. Ở đó chổng khu la lên. Nam mô à, tiền tràng phán hậu bảo cái không nước không đi hả? Không có tiền phán bảo cái không đi hả? Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký. Tôi mới đọc cái câu tập 7 như vậy ai đặt ra không được. Tôi bây giờ tôi đặt ra vô số cái thế đặt bằng miếng đi hoặc quan đường ảo tưởng không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ có thể dựa trên cơ sở nào lý luận, không có lý luận được thì cái đó ai đặt xuống được? Có còn á đây đường lối của Phật Thích Ca. Đường lối của Phật Thích Ca là tu hành là phải gạn lọc cái tâm của mình, phải diệt trừ tướng là cái đối tượng tu tập của toàn thể tăng ni cũng như Phật tử tại gia. Tuy nhiên là Phật tử tại gia là bảo là làm cái việc của những người xuất gia làm thì không bắt buộc người ta làm được, không yêu cầu người ta làm được đâu. Bởi vì người tại gia đó, người ta có cái giới của tại gia. Cái người Phật tử tại gia là phải an tâm, phải bằng lòng những cái tâm quy ngũ giới và thập thiện của mình thôi. Người tại gia là cái phước báo của người tại gia là dựa trên cái cơ sở cái quả của tam quy, của ngũ giới cấm và của thập thiện niệm đạo. Còn Phật tử tại gia mà đòi mong hơn cái đó là lớ quớ, là rớt vào cái chỗ còn tham vọng cái chỗ nó thành quyển hoặc quan đường quyển tưởng mà rốt cuộc rồi mình không có được gì hết. Muốn thành Phật dữ lắm, muốn được niết bàn, muốn được bồ đề, muốn được cực lạc dữ lắm,
Mà nếu cái tham vọng đó nhiều thì càng lại mất mát lớn chuyện này, không được gì hết. Còn người xuất gia có khả năng làm, có khả năng làm, tuy nhiên là mình phải coi, coi chừng mình, phải coi cái lối đi. Giải thoát ta cần một lối đi, cái lối đi của mình ở trong đạo Phật mình đi có đúng hay không? Mỗi ngày việc làm của mình học tu hành có đem lại sự an lạc phần nào hay không? Thế nếu mà ngày nào cũng như vậy, tháng nào cũng như vậy, năm nào cũng như vậy mà không hề có an lạc, tức là tu sai rồi. Tu mà 3 năm trước cũng tham sân si mạn nghi, từ hoặc kiến hoặc trần sang hoặc còn nguyên, 10 năm sau cũng tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tại kiến kiến tu giới các tu còn nguyên, và tới 85 năm sau cũng còn nguyên như vậy, nghĩa là mình hoàn toàn tu sai. Chứ mà tôi đúng là các vị có an lạc ngay từng ngày một, từng giờ một, từng sát na một. Cho nên tôi xin nhắc là phải cố gắng tạo cho mình có một sự an lạc thật sự. An lạc thân, an lạc khẩu, an lạc về ý. Mà muốn như vậy là phải dựa vào các cái thứ thiền định. Mà tất cả những cái thiền định mà của Đức Phật tu, cái ngày mà sống Đức Bạc, Đức Phật cũng dám tu tứ thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền. Sơ thiền là chữ ly thôi. Ly nói đơn giản, đừng nói nhiều ha, ly, ly tài. Có hàng ngày mình có tập, có tự nhiên có quán chiếu để mình ly, về tài, tiền tài. Ly sắc, sắc dục. Danh vọng địa vị, thực là ham ăn ham ngon, cái coi dịch là tham thùy là ham, là thích thú lười biếng nhát dúa chỉ cả chơi bời đó. Mình có cái gu dùng lại mình có ly không? Mà nếu mà các gì mà ly trong đó, các gì có ly được nhiều thì các an lạc nhiều, và ly ít thì an lạc ít. Mà nếu các vị cứ để nguyên vậy mà cứ đem kinh mà tụng không đó, tụng cả ngày một bộ mà buông ra cái ngày giờ tụng kinh đó rồi là các vị không có được cái gì hết, thế là tụng sai rồi. Ai ngồi đó tụng kinh ngoài được, kinh Phật là Phật dạy để cho đệ tử nghe chứ. Cho nên là tôi có những cái bài mà tôi viết để nhắc nhở đó. Ta thuyết kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe, tuổi già 80 nghe gì nổi, lịch sử ngồi tân nó sụp mắt chè. Phật Thích Ca nói vậy, tôi vợ cái ý của Phật Thích Ca rồi tôi sư phụ ta ra một người mà tôi làm cái bài đó hồi tôi 80 tuổi. Thì tôi nhớ tới Phật Thích Ca, tôi thương Phật quá, 80 tuổi nhầm cái bạc. Mà bây giờ đây á, hễ ai tụng kinh là cứ mời Phật đốt 3 cây nhang, nguyện nhang rồi cắm lên trên cái lưng nhang rồi là Phật ngồi đó cho cô tụng. Mà tụng bây giờ nó chơi, nó có bóp cho tụng từ 8 giờ sáng tụng tới 5 giờ chiều. Do vậy cho nên là tôi mới cảm thương cho Phật Thích Ca, tôi mới làm cái bài đó. Ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe, tuổi già 80 nghe gì nổi, lịch sử nội chứng minh nội tranh rung sụp cái bánh chè. Cho nên tôi nói này là nghe đau lắm, đằng hay thì thành là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào là vậy đó, tung dữ quá mà. Cho nên là mới chế ra đây chế Đức Phật, cái đạo Phật của ta từ xưa cũng không có bài đạo tung dữ vậy, giờ mới chế ra đây. Cũng như là cái vụ mà niệm Phật về mình cũng mới chế ra đây. Cho nên nói ra thì nó mít lòng, mà không nói thì làm sao mà ai biết được cái nào là đúng, ai biết được cái nào là không đúng, ai biết được cái nào là khế kinh, cái nào là không khế kinh. Cái nào là Thích Ca nhỉ?
là phải ly tất cả. Phàm sở hữu tướng giai thị như vọng, nhiều kiếp chuyển tướng phi tướng, tức kiếp Như Lai. Cái gì mà có hình, có tướng, có dáng vẻ, cái đó không phải là đạo. Dựa trên cơ sở hình tướng dáng vẻ là mà tu hành, mà cầu nguyện, mà lại được và phát sinh á, là tu sai rồi. Tôi nói câu nữa là cái gì bỏ tôi hết. Câu này nói ra mà nếu mà các vị có một xíu thiền định là các vị biết liền. Có tốt là cái gì? Cái chữ tốt đây là chữ tất cả tốt. Tất cả cái gì có hình, có dáng, có khuôn khổ, có kích thước, có nó là một biểu hiện của cái tướng vật chất, đều gọi nó là một tướng hết. Và có cái tướng là có hư vọng, là hư vọng rồi. Nhưng mà trong khi đó, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cầu tướng quá nhiều, chúng ta dính mắt hết trọi trong tất cả các tướng. Vậy thì dựa trên cái lời dạy của Phật là phải thấy được cái tướng phi tướng của các tướng, cái thấy gì này mà thấy được các tướng phi tướng là cái gì? Phải thấy là thế nào cho thấy cho được, mà thường tu tập thấy cho được rằng là giải pháp giai không duyên sanh như nguyện. Chúng ta có tu tập, có thường quán chiếu giải pháp giai không chưa? Chúng ta có thấy được duyên sanh như nguyện chưa? Đây là thí dụ mình qua này. Mình qua thì ai thấy cũng đẹp, ai thấy cũng mê, ai thấy cũng thích. Nhưng mình qua là cái tánh của nó là không có tánh gì hết. Sở tướng tướng vô tánh, thứ vô tự, vô tánh hậu do dễ sự tiền, sở tâm ngã bất tánh. Ta thấy nó có màu, có sắc, có đẹp đẽ rồi ta đặt ta cho nó từ cái bông đó. Đều là do biến cái sở tâm tánh. Đều là do nó có cái bông vậy hay gọi là ý tha khởi tánh. Mà cái người tu là cần phải thấy được cái tánh viên thành thật tánh là vô tánh của nó mới gọi là người có thiền định. Chứ còn cái bình bông đẹp vậy nè, thậm chí là có những bình còn nhiều chuyện gấp 100 lần cái này đẹp hơn nhiều, mà cũng vẫn là vô tánh như vậy, cũng vẫn là biến kế đó, cũng vẫn là y tha cái tánh. Mà biến kế sở chấp tánh, y tha cái tánh là không có tánh thật. Mới thấy được cái tâm vô tánh của nó, mới thấy được là cái tâm viên thành tánh của nó. Mới thấy được là cái người đó, mới thấy được là vạn pháp, là giai không, duyên sanh duyên diệt. Chúng ta phải tu tập vạn pháp giai không, chúng ta có tu chưa? Phải lấy đó là cơ sở để tu tập, nhìn vạn pháp thấy rằng không có tánh giả. Giai không có nghĩa là không có tánh giả. Trong này là do địa thủy quả pháp không, năm cái tánh đó nó trà trộn nhau, nó hỗn hợp nhau, nó tác động với nhau, duyên khởi sinh ra cái này, chứ cái này không có tự tánh gì hết. Do vậy cho nên là nó rất mong manh, nó vô ngã, nó rất mong manh, nó rất vô thường. Cho nên để từ đây tới chiều mà trời nắng gắt là ta héo nội tâm tới chiều. Rồi nếu mà ai mà chơi mà về nhặt cái càng lắm đó thì được 2-3 ngày rồi nó cũng tàn đủ, nó cũng là tiêu ma hoại diệt. Do vậy cho nên nó không có cái thật tánh, vì đó là thật tánh của nó là vô tánh, đó là cái pháp duyên sanh duyên nguyện, không có gì. Thế thì vũ trụ văn hữu này là vậy. Do vậy cho nên là cái con đường tu học của chúng ta là chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu để mà tìm nhìn thấy cho được cái thật tánh của vạn pháp. Giờ tôi nói tiếp vào đến Phật Di Đà chút xíu trở lại. Tôi không có bác bỏ Phật Di Đà làm gì hết, tôi là cái người học cái đó mà. Những cái bộ kinh mà ta viết ra, trong đó cái bộ kinh mà bây giờ sẽ viết tới với tôi, cái kinh mà gọi là kinh Thập Lục Quán. Thập lục quán kinh là cái bộ kinh tôi mới vào trường học là tôi đã bắt đầu được học cái bộ đó.
16 cái răng quan đó. Mà nếu mà người nào mà tu mà thiệt mà chân thành đó, mà vô theo 16 răng quan đó đó, là tu không có bao lâu. Rồi thì không đi nhà thương giả quán thì cũng đi nhà thương giữ cái diện nhân quả. Gần đây có một người ta báo cáo với tôi, trong gia đình là bà con của gia đình là ta báo cáo tôi. Hai ông bà đó trong gia đình ham mộ đạo Phật, muốn ý thì muốn giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái người hướng dẫn để đi tới chỗ giải thoát giác ngộ chân chánh không có, chưa gặp. Thật ra gặp cái pháp môn tịnh độ này, ai cũng biết, ai cũng dạy vậy á. Thế thì bây giờ hai ông bà người ta thấy rằng gia đình mình khá rồi, và con cái học ăn học thực tài độ đã hết rồi, làm ăn khá hết. Mà dấu vết của hai ông bà còn ăn tu tới chết cũng không sợ đói, không sợ thiếu. Chưa kể là con mình nó đã thành tài nên sự nghiệp. Thế thì là hai bà có duyên môn tu ngồi quán tưởng và niệm Phật không có bao lâu, bà vợ đi loạn lên. Ban đầu thì còn bức quần bức áo còn cổ, bức quần bức áo cái là vừa đi vừa chỉ trời chỉ đất lạ lối, nói làm sao mà được. Cuối cùng lột luôn một lòng, cái ông chồng cũng quán quá thì ông chở đi vô bệnh viện. Tới bệnh viện tâm thần, bác sĩ tới qua tới khám, người ta hỏi ở nhà hàng ngày làm gì, làm nghề gì, ăn nghề gì, sống nghề gì, đời sống ra sao. Thì hai ông bà cứ thuật lại cái đời sống vậy. Bây giờ tôi giờ hai chồng cái lớn tuổi rồi, giờ tu tập dây vậy. Bác sĩ nói thành thật, tôi nói với ông bà xã ông không có cái bệnh gì gây gớm hết trơn, về mặt bệnh thân không có gì hết. Nhưng mà hiện giờ là bà đang bệnh thần kinh bà bị rối loạn, cho nên cái pháp môn tu của ông về qua lại bà rối loạn trước thì còn ông chở, chứ nếu mà ông rối loạn thì là ai cũng chở đây. Bà rối loạn còn có ông nuôi, ông rối loạn nữa thì còn ai mà chở mà nuôi mà đem vô đây cho tụi tôi để giúp đỡ. Thì người ta về ta nghiệm ra đó, ta biết rõ ràng là do cái pháp môn tịnh độ ngồi quán tưởng viết nó thành cái thứ ảo tưởng. Ảo tưởng thành cái quan tưởng và ảo tưởng nó cộng lại, nó làm cho cái thần kinh hư, không còn trí tuệ. Do vậy cho nên cái pháp môn này mà không khéo đi vào cái chỗ không có trí tuệ, nó bế tắc trí tuệ. Vậy thì chúng ta tu cái gì? Tôi khuyên đại chúng nên tu tập thiền định, nên tu tập tư duy văn tuệ. Lấy tôi nói, ví dụ tôi nói vậy là mà các vị nghe là lấy trí tuệ mà nghe. Cái nào tôi nói là các vị có quyền thì gạt lòng bỏ, lấy trí tuệ nghe xong rồi đó. Giai đoạn thứ hai là tư tuệ, là lấy trí tuệ để mà tư duy, để mà thiền định, để mà chiêm nghiệm. Tuy nhiên thì định chiêm nghiệm, đánh giá, nhận thức đúng, thấy cái này có lẽ làm cái này đem lại kết quả ăn là thiệt, chừng đó mới thực hành, gọi là phật tư tu là gì. Chứ không có vội vã. Còn cái thứ kinh điển tôi nói xin lỗi các vị bây giờ các vị chưa bao giờ các vị lựa được cái kinh nào là kinh có thể là gọi là kinh đạo Phật, mà các vị cũng không lựa được cái nào gọi là của tại giáo ngoại đạo. Anh em của tôi là bao nhiêu người mà ra cùng lâu với tôi học bao nhiêu lâu, mà năm nay mấy chục tuổi hết rồi đó, tám mấy tuổi, chín chục tuổi rồi đó, vẫn còn thật là không lựa được cái nào của ngoại đạo thành nha, không lựa được cái nào của Phật giáo. Cái đó khó à, lựa được ai cũng có khả năng lựa, ai cũng có khả năng tự chọn được, nhận thức được, biết được, nhưng mà không phải người nào cũng làm được. Cho nên các bạn làm được, bạn nấu được, mà có sức soi rọi là tốt lắm. Vì vậy mà tôi nhắc lại cho nếu mà các vị có điều kiện là làm thiền sư của Trung Hoa là nhiều lắm, gọi là thiền sư, gọi là pháp sư, gọi là đại lão pháp sư, gọi là quốc sư nữa cả. Viết kinh lừa bỏ, viết kinh bây giờ dưới mắt tôi lừa bỏ cái mọt, lừa bỏ không có cách nào cả nào. Mà kể cả quốc sư
mà nói vậy thôi. Chứ còn ai biết ta thương ông đó là ta nói ông đó nói trúng. Còn tôi nói dầu có trúng mà ta không thương tôi, ta không cảm tình tôi thì ta cũng không nghe tôi. Do vậy cho nên là những cái sách mà tôi viết là luôn luôn là tôi có để ba câu trong đề. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, và nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Người ta có cảm tình với tôi thì tôi viết sách, ta nghe, ta có phải, ta hay. Còn khi mà người ta có một vị thầy kia, người ta kích động ông thầy của ta rồi, tôi quý người khác rồi, là nói mà cái gì mà không giữ ý là họ đánh đổ họ bỏ, họ miên thị mình nữa. Do vậy cho nên tôi chưa bao giờ tôi tự hào, tự tin, tự đắc, tự đại gì hết. Tôi nói, tôi nhắc nhở rằng, đại chúng ta cũng như đi, cũng như Phật tử, nghe suy nghĩ rồi của tôi. Một cái tệ vô cùng của ngày nay là Phật Di Đà đó. Theo Kinh Minh Hoa đó, Kinh Minh Hoa là có ông Đàm vô sắc không dính là đã là bậy rồi, bậy tan nát ở trong đó rồi. Coi như ông viết ra, ông là thuộc về một thành phần của Ngoại Đạo, rồi ông viết như ra chứ còn không phải là cái ý của Phật Ca là có như vậy đâu. Toàn là cúng lại bà thành Phật chứ không có tu sửa vậy. Viết rằng là tiền thân của Phật Thích Ca là vô vô trách nhiệm, cũng là do cúng lại để mà sao mà được thành Phật là A Di Đà. Rồi Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng một sự tích khác là Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng là do cúng về lại mà sau đó thành Phật hiệu là A Di Đà. Cúng lại và pháp nguyện, cúng lại và nguyện. Cái đạo Phật thiệt của Đức Phật Thích Ca đâu có vậy được. Đạo Phật Thích Ca không phải cho cúng Phật Phật. Chỉ cúng của đạo Phật là cúng là cung cấp, chứ dường là dưỡng nuôi. Đức Phật thì cái thịt, ai cung cấp thực phẩm cho Phật, Phật cảm ơn, nhận lấy. Vì Phật nhận cái sức, cái thực phẩm cung cấp đó mà nuôi dưỡng thân của Phật. Do vậy cho nên đến đạo Phật ta có chữ cúng dường, chữ đó có trong kinh Phật. Nhưng mà đem cái vật phẩm vật mà dân mà cúng để lên bàn, để rồi đốt nhang rồi lại lục, rồi lấy cái đó làm cái điều kiện để mà xin xỏ yêu cầu chức cái này, cái đạo này, đắc cái pháp kia đó, thành tựu được cái đó thì ý muốn của mình đó. Là cái đó là dục vọng thì thảo vô minh, cái đó đạo Phật không bao giờ mà chịu nhận cái sự gian sinh cầu nguyện để rồi giúp đỡ như vậy. Cho nên chữ cúng dường chúng ta xa lạc dữ lắm, coi chừng tốn kém mà hoàn toàn sai lạc trong chữ cúng dường. Nói các bạn mình ăn bữa cơm nào mình cũng làm trong giường tâm tình vấn tâm thì rô giá na hoàng viên mạng báo tâm rô xa na hoàng nhân dân và nhân dân. Mình làm vậy đó, mình tưởng là mình làm vậy là tròn rồi đối với đạo Phật, không ăn thua đâu. Đức Phật không cần cúng như vậy. Pháp thân tiền rô giá na Phật là cái thân đó nó biến với thiết sinh. Chữ tiền rô giá na là chỉ cho thân biến với thiết sinh. Cái thân của Phật Ca là ở trong ta và ở tất cả mọi nơi mọi chỗ đó, cái tánh thanh tịnh bản nhiên gọi là Phật tánh. Thế thì mình đưa chết cơm ra thì mình cúng dường pháp thân tiền lo cho là ai ăn chết cơm đó có Đức Phật nào mà ăn cái chết cơm đó đâu. Còn cái nữa, cái tệ nữa là chết cơm có chút xíu vậy là để cho cái chết chung nhà mà mình điểm rồi biên thành biên tỷ cho con nhà con ta bà đó con nghe ta bà rồi chị đấy em ta bà cho ta bà ra học đâu tôi đâu bà già đâu ta ngang gia đâu bị ma tôi đâu bà ra tôi đâu bà nằm tôi đâu bà cái đó không phải của đạo Phật, cái đó của tà giáo, của mật giáo, không phải của đạo. Cho nên tôi nói rồi chắc gì nào tới tôi còn nói chứ chắc gì nữa, chúng ta nói rồi là coi như là chấm dứt bữa nay thì diễn ly luôn á, chơi không nổi nữa. Đúng như Phật Thích Ca mà nói chuyện một bữa cuối cùng rồi còn chơi không nổi như Phật Di Đà nữa.
Đối với đạo Phật Thích Ca của tôi á, là tu là phải á, cái tâm hồn của người là phải vô tốt, vô pháp, vô nguyện. Anh phải thấy tất cả sự vật hiện tượng là không có tốt cho Phật, đó là vô tốt. Để giải pháp duyên sanh duyên nguyện, cho nên không có tác giả, không có ai làm ra hết á. Cái tánh của nó có như vậy, nó là như thiện tốt, như thiện tánh, như thiện thể, như thiện lực, như thiện tác, như thiện nhân, như thiện duyên, như thiện quả, như thiện báo, như thiện bổn bạc tốt đến. Nó như vậy là nó ra như vậy. À, là do tứ đại, do thất ngũ đại, thất đại, hòa hợp duyên sanh đã có. Chứ còn tôi không có làm ra, và cũng chẳng có người nào làm ra. Phải thấy giải pháp hòa thập như thị. Thế thì là vô tốt, vô tác, vô nguyện. Cho nên là tu theo đạo Phật Thích Ca là không có nguyện cái gì hết. Anh cứ chưa ai bàn tác, anh cứ chúng thiện bộ hành, anh cứ tự tin nghĩ, đó là thiện duyên Phật giáo. Các điều ác anh đừng làm, cái điều lành anh nên làm. Sửa, điều chỉnh, thân khẩu ý mình cho thanh tịnh, đó là dạy của Phật. Chứ còn cái cúng để mình làm điều kiện, để mà cầu nguyện gia sinh, cái đó không phải của đạo Phật. Trong khi đó, pháp môn tịnh độ là phải nguyện, nguyện duy gốc, phải tính, nguyện, trì danh. Mà trì danh là cái phương pháp để làm điều kiện để được nhận sanh. Đâu có vậy được không? Tại sao kêu tên anh là anh ủng hộ ta, là anh độ ta, cứu ta. Còn ta không kêu tên anh là anh không thương, anh không cứu, anh không độ là sao? Cho nên cái phương pháp tu nó không có. Nó không phù hợp với giáo lý của Đạo Phật. Đạo Phật không cần kêu. Đạo Phật Thích Ca đó, giáo lý của Phật Thích Ca không cần kêu. Miễn là anh học chứ ác mà tác, các điều ác anh không làm. Chúng thiện của mình, anh làm các điều lành đi. Tự tịnh kỹ. Ý của anh cho thật thanh tịnh, cho thật trong sáng. Đó là lời dạy của bạn. Sống như vậy, anh tự có giác ngộ. Anh tự có giác ngộ trong cái việc làm đó rồi. Và anh tự có niết bàn bồ đề trong cái việc làm của anh đó rồi. Chứ còn Phật Thích Ca không có nước đi đâu nữa. Phật Thích Ca chưa tu rồi chết cũng không có đi, không có đi đâu mà. Chẳng cần ai rước nữa mà. Nếu mà Phật Di Đà rước vậy thì Phật Thích Ca mà hồi chết là cũng à, Di Đà ơi, anh rước tôi với nha. À, tôi xin cầu nguyện về nước anh đó, anh rước tôi. Phật Thích Ca đâu có. Tới giờ chết là cứ dạy các đệ tử tới ngày chết thôi à. Cho nên chết của Phật Thích Ca đó tôi có làm cái bài kệ. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Ngày đó là cái ngày mà chết á, là cái ngày viễn ly, lục căn, lục cảnh, lục trần. Ấm thân vô chủ, chứ vô dụng. À, cái thân của quẩn thì cũng ấm này nè. Vô dụng, ngày đó là chết rồi là vô dụng. Duyên khởi từ không trở lại không. Cái thân này là duyên sanh duyên nguyễn. Tự tánh không có gì. Bây giờ nó cũng, cái duyên sanh duyên nguyễn này nó tự trong bụng nát, nó hư hoài, nó tan rã. Thì nó cũng trở về cái tự tánh. Là không có gì của nó. Chứ không có nhờ Di Đà anh cứu tôi với nha, anh giúp tôi nha. À, cõi tôi thì tụi nó gọi là cõi Ta Bà ở nhờ trường. Còn anh có cảm giác cực lạc lớn quá, vậy là anh cho tôi về đó với nha. Không có gì đó nha. Đó, cái gì nghĩa đi. Di Đà là anh em vậy đó. Mà Phật Thích Ca là có tin không? Có nhờ không? Cái mình là để tới Phật Thích Ca mà mình lại nhờ cái ông kia là sao? Mình chưa chết rồi mình gọi ra xuống đất rồi. Nam mà mô tiền tràng pha hậu bảo cái Hoàng Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương mô miễn phương. Ai mai tràng pha, ai mai bảo cái. Mà bảo cái của Phật Di Đà đó là bằng vàng bạc lô li mê lê sa cử xích châu mang đảo sang hồ mất không à. Cái cõi cực lạc của Phật Di Đà đó theo trong sách trong kinh của kinh Tịnh Độ đó là không có giải, không có bài, thì lấy gì mà mai trọng phan bảo cái. Mà nếu mà có làm trọng phan bảo cái bằng kim ngân lưu ly mê lê sa cử xích châu không thì làm nghĩa là chi, nó cứ ngắt thì nó đâu có phát gì được không. Tràng phan bỏ cái là không phải bất phờ có gió. Giống như cái cờ là nó có gió, nó quắc quắc mà được chứ. Ở đây lấy sách bảo mà làm cho tràng phan bỏ cái thì mang đi chút nhắc, giống như mang cái mặt tàn vậy đi, về nhà thì được, vậy sao?
Cho nên tôi nói 7 triệu không được. Vậy mà chúng ta nghe hết à. Hả, người xưa, gọi là người xưa đó ha. Viết sách để lại là trúng hết, nghe hết. Thành ra thì phải niệm được vô lượng quang, vô lượng thọ là không gian thanh tịnh, thời gian thanh tịnh, diễn diễn có, trường tồn diễn cửu, đó là cái Phật Di Đà của Pháp Môn Tịnh Độ đó. Đó là tự tâm Di Đà, Di Tâm, đó là tùy kỳ tâm tịnh, rất mạnh độ tịnh đó. Tôi đã biết nhiều rồi, trong cái cuốn những cái lá trong tay tôi cũng biết gì Di Đà một rồi, chứ trong cái tập này nè, hồi ký với ông này nè, tôi cũng có nói về cảnh giới của Đức Phật Di Đà, các vị tìm tư duy, nghiên cứu thử coi ha. Hết giờ chưa? Hết giờ là chưa là đến năm phút hả? Và vậy tôi còn nữa không? Còn có nữa hả? Cái gì đó Phật, con cũng kính bạch sư ông là hôm nay cũng cái thời giảng cuối, mặc dù tụi con biết sức khỏe của sư ông không tốt, nhưng sư ông cũng hoan hỷ vì thương cái hàng học học của chúng con cũng còn nhiều cái vô minh quá. Hồi nãy giờ đó thì sư ông giảng cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, tuy nhiên chị có giải đáp được một câu hỏi mà tụi con cũng chưa có thỏa mãn muốn hỏi cái câu đó nữa. Tuy nhiên cái thời gian thì nó cũng hạn chế, còn những cái câu hỏi cũng có liên quan tới những cái đề tài mà sư ông hồi nãy cũng đã giảng. Như về thiền, ở trong này chúng con cũng xin không có hỏi về những cái câu thiền, bởi vì nãy sư ông cũng có nói về cái vấn đề thiền là để ly xả như thế nào, thì quý vị mà hỏi cái câu về thiền thì cái câu vừa rồi sư ông cũng có nói rồi. Tuy nhiên có một câu mà của này chắc của Phật tử, con cũng xin sư ông trả lời được một câu này nữa thôi. Kính bạch sư ông, con có một câu hỏi mà con chưa có hiểu lắm, kính ông sư ông. Nói vậy nghe có được. Dạ, này Phật tử hỏi. Tao biểu hỏi rồi. Dạ. Vậy coi như là xin để hỏi một cái này, là con có nghe một câu nói là chánh nhân nói tà pháp là tà pháp, còn người tà pháp mà nói chánh pháp thì chánh pháp trở thành tà pháp. Vậy mong thầy chỉ cho chúng con rõ tại vì thầy thôi. Câu vậy cũng nên là hỏi. Dạ, câu đó. Hỏi câu khác. Khi trả lời thì câu này quý vị nào hỏi thì mang kỹ nha. Rồi còn hỏi câu khác thì có một cái câu hỏi tiếp tục liên quan tới cái câu đầu là nói hồi nãy sư ông chưa có nói về cái vấn đề mà cũng có nhiều người tin tưởng vào cái pháp môn niệm Phật mà bản sanh, là khi mà họ niệm nó thì họ thấy nó cái hình thức là thực tế, họ thấy thì họ tin, như là cái thân thể mềm mại, rồi thay về cái người mà rút hơi thở thì thân thể sẽ cứng, sẽ lạnh. Tuy nhiên cái người mà ra đi được ban hòa niệm tới niệm thì sau 8 tiếng thì cái người đó da mặt hồng hào, nóng và mềm, thì nếu như mà thầy giải thích cái vấn đề đó như thế nào cho thầy thích nhận cho chúng con đoạn tên Đà Phật. Tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mới nói câu đó được. Bây giờ tôi hỏi các thầy, các cô, chuyện đi cho ta. Cách đây cái môn Tịnh Độ không phải là mới có đây, mà trước đây ở mấy năm không có cái vụ mà để phải để sau 8 tiếng gì hết, cũng không có cái da mặt hồng hào gì hết. Vậy thì đạo Phật Tịnh Độ mấy ngàn năm nay là nghĩ như thế nào, rồi bây giờ mới phát minh ra tại sao 8 tiếng thân hình phải mềm mại, mặt mày phải hồng hào mới đó là cái biện luận giảng sanh. Vậy thì so với cái thuyết mới về thuyết cũ thì nên lấy cái nào để bỏ cái nào, hay là bỏ hết hay là lấy hết? Mà nếu lấy hết tại sao cái khúc trước lại không có vậy mà cũng gọi là người ta cũng tin là giảng sanh? Cho nên cái đó là cái biện nghiệm phải nghiệm phụ với tôi chứ, cái nào cũng đổ cho tôi hết sao tôi nói được.
Tôi nói là cái gì giận tôi. Thấy không? Cái pháp môn niệm Phật này từ ông Quyền Diễn tới giờ tới đời là đường đời đời thấy tất tới bây giờ. Mà đâu có cái hiện tượng mà như nói vậy đó, đâu có để cho mềm gì đâu. Mà để sao thấp tiếng rồi mà mặt mày nó còn hồng hào, chỉ có cách là mua mắm mua son về mà to nó vô chứ. Chứ làm gì mà cái da mặt càng người càng chết thì càng xanh chứ sao lại đỏ được. Cái đó không có thực tế được. Đấy. Cho nên điều đó là điều không có thật. Chẳng qua là nghe người ta nói, rồi nên hỏi, bắt hỏi tôi trả lời cái đó, làm sao tôi trả lời được. Thực tế là không có vậy. Chưa kể là theo bà Phật Thích Ca đó, con người không có cái hồn. Tôi có viết một điểm rồi, gọi là những chiếc lá trong tay đó. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn, vong hồn gì đó, đều không trúng. Con người chết rồi mà còn cái thân trung ấm, nó nhảy giữa không. Nó chờ 7 ngày nó chết đi một lần, 7 ngày sau nó chết đi một lần. Trong vòng 49 ngày nó phải được nhào vô trong cái bụng của mẹ nào đó để đi đầu thai. Cái đó không phải của đạo Phật nói. Cái đó là sách vở viết tầm 7 tầm 3 do người ta truyền khẩu. Chứ đâu có cái thân trung ấm gì mà ở trên hư không. 7 ngày chết đi một lần. Nếu không được có bụng mẹ, không gặp được một người tình nhân âu yếm, nó thấy tình nhân âu yếm mà nó thương cái người nữ thì đó là cái thân trung ấm là nam. Nó thấy cái thân người nữ đẹp, nó tưởng là người yêu của nó, nhào vô. Cái đó thành ra gọi là đầu thai. Ngược lại, cái thân trung ấm là người nữ, nó thấy cái ông cha đó, cái người nam là tình yêu của nó nhào vô đầu thai. Cái đó kinh sách, gọi là kinh sách đấy. Nhưng mà kinh là ai viết? Cái kinh thì ai viết không được. Ta viết ra rồi, ta để cái này là kinh đó, tôi nghe như vậy, Phật nói cho đó cho kia. Thì ai làm không được. Kỳ thật cái đó là cái gọi là sách vở trong Phật giáo. Mà tại vì người Phật giáo không có trình độ nhận thức, cho nên là đưa cái đó vô gọi là kinh điển của Phật giáo và đặt cái lập tin theo cái tin của cái người mà dẫn đạo viết ra cái quyển sách đó. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo Phật thiệt là phải văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà thiền định mà suy nghĩ, rồi sau đó mới tu tập. Chứ còn người ta viết cho quá nhiều đi, người ta viết tùm lum mà mình nghe hết vậy thì nói vậy sao được. Cho nên cái thuyết mà là của thần hồn đầu thai là mấy ngày đó là chết đi một lần, sanh lại một lần đó không trúng. Cũng như tôi viết trong sách này, thiên đường là 18 quả trời và địa ngục là đã ở trong lòng đất, quỷ sứ có 10 cái ông Diêm Vương. Không có, tôi viết thẳng tình trong này là không có 10 cái thằng Diêm Vương nào hết. Và tôi viết thẳng tình vậy trong này. Nhưng mà tôi biết rằng là cái tôi nói là khó nghe. Vì vậy cho nên là tại vì mời tôi tới tôi nói vậy thì gọi là nhắc nhở ha, rồi các vị phải phân tuệ tư tại vì tôi này. Mà cái gì của tôi nói là bỏ mà không có gì sợ tội lỗi á, không có gì nói tội nghiệp tôi. Tôi là người nhắc nhở vậy thôi, nghe phải lấy có lẽ thì dùng, không lẽ thì thôi. Thế tôi như sức biết rằng tôi nói những điều đó không được nhiều người quan nghe. Tuy nhiên là có những người quan kinh dữ lắm chứ không phải là không có. Cũng như cái quyển Tiếng Đạo Ca của Quỳnh Giác Thiền Sư đó là trong cái thời đại đó. Cho tới bây giờ là người ta không có biết nhiều. Tại vì giáo lý cũng quá vô cùng độc đáo. Kinh Kim Cang cũng vậy. Trong này là tôi viết cái tài liệu này là Kinh Kim Cang. Người ta cố ép, người ta cố hù, cố nhát làm sao cho người đệ tử Phật đừng nghe, đừng hiểu được Kinh Kim Cang càng quý. Bởi vì cái kinh đó chân lý quá tận cùng, mà nếu cho ta hiểu á, ta biết rõ cái lúc chân lý rồi đó thì mê hoặc người thường không được nữa. Do vậy mà cái chân lý người ta không phát triển, ta không thích cho phát triển, ta không đào tạo cái trí tuệ cho người để tự bằng, mà ta đào tạo cái thứ mà không cần có suy nghĩ. Nói là phải tin, nói là phải nghe. Do vậy cho nên là các vị đem những câu hỏi nghe người ta nói, để hỏi tôi, nghe người ta nói vậy, cái đó tôi không có trả lời.
mà ai đi thăm tôi mà tới mà tôi mà nói nghe người ta nói như vậy sao cái đó tôi cũng không trả lời, tôi xin mời một nước về ngay. Chứ nghe người ta nói người ta là người ta nào, chứ còn cái nghe người ta nói thì là sao mà nói cho hết được, nó mất lòng thôi, khó lắm nha. Cho nên là tăng như trẻ để ý. Còn gần như cái câu hỏi các vị biết ai là người chết, người chết nói pháp tà, pháp tà thành chết, người tà nói pháp chết, pháp chết thành tà. Cái gì là không biết cái người đó là tà hay chết. Cái giờ bây giờ làm sao các vị hết đây, người chết nói pháp tà thành chết, làm sao biết người đó chết cái đã. Cho nên cái câu đó mà đem ra hỏi, tôi biểu tôi trả lời, tôi biết tôi chứ. Còn muốn biết người chết hay người không chết, nó phải có điều kiện khác. Giống như người ta gọi là trường đồ tri ma lực, sự cửu kiếm nhân tâm. Ngựa mà gọi là thiên lý mã là phải dựa vào cái sức chạy đường dài cái đó. Thì mình mới nói đó là ngựa, ngựa thiên lý mã gọi là ngựa tài. Còn muốn biết người chết người ta là mình đã ở gần bên người đó, ở lâu, ở nhiều thì mình mới biết được. Chứ giờ người nào không có ngu gì hết đó họ ta. Mà người nào không chết mình nói mình là người chết. Thế thì ở đây là họ nói pháp của họ đó là chết đấy. Giờ đó nó bậy mình cũng nghe hay sao. Giờ vậy thì cái câu nó không có cơ sở. Nếu mà mình biết người chết thì mình đâu có nghe pháp tài chi. Thôi giờ mình đây vậy ha. Có gì là bằng lòng cái nào nghe lấy, còn nào bằng lòng bỏ không sao. Chào chị đã đấy con. À pháp á, cái này cúng dường à. Cúng dường. Sao? Thôi. Rồi không có nhiều gì cúng phải không? Cái này nhận luôn phải không? Cả này phải không? Anh Nam Muộn xin rất cảm ơn phần tư vấn và tinh thần về đại chúng của giảng pháp đến đây cũng đã viên mãn. Trong ban thân hạ hòa thượng đã đáp lại lời mời của ban tổ chức hạ trường trong những ngày hạ chư ni con hội về đây để tu học. Thì trong thời gian qua cũng đã hai buổi được hòa thượng ban bố những thời pháp vô biên cao quý.